Welcome to Explorers. Xin được giới thiệu nhiếp ảnh gia Nguyễn Du. Cô biết ngày hôm nay là ngày gì không? Dạ biết, ngày hôm nay là 17 tháng 5 là ngày chống quốc tế chống kỳ thị cho người đồng tính và người chuyển giới. Còn một thông người thông điệp gì mà? Dạ, đương nhiên thì là một người đại diện cho cộng đồng của mình thì em luôn luôn có những cái điều mà khắc khoải và ấp ủ cho chính cộng đồng của mình. Bởi vì khi mà em đạt được những thành công ấy thì chính bản thân em cũng là một người có thể mang lại cái niềm tự hào đó cho cộng đồng của mình. Nên là em luôn luôn cố gắng và nỗ lực hết sức mình. Hy vọng là mặc dù trong cuộc sống này nó sẽ có rất là nhiều những cái điều khó khăn nè, cũng có cái sự kỳ thị và những cái năng lượng tiêu cực ấy, thì nó sẽ luôn luôn tồn tại. Nhưng mà hơn hết quan trọng là chúng ta nên suy nghĩ một cách tích cực, luôn luôn hài lòng với những điều bản thân mình có, cố gắng phấn đấu hết sức mình để cho chính bản thân mình sẽ có được những điều tốt đẹp và dần đẩy lùi những cái sự kỳ thị đó đi. Và đương nhiên hơn hết là sẽ có một cái sự tự hào rất là lớn trong cộng đồng của mình nữa. Nhưng mà mọi người vẫn cho rằng là Hà đang vẫn là dùng những cái lời nói của mình á để mà dành cho cộng đồng thôi, nhưng mà chưa có những cái hành động cụ thể, chi tiết cụ thể hết. Thì em có hứa rằng là sau khi mà em giờ xong cuộc thi này, em sẽ có những hoạt động mà nó gọi là rõ ràng và nó cụ thể hơn là những lời nói. Nói như thế còn hơi nhẹ anh, tại vì hả, cái khoảng thời gian vừa rồi và đặc biệt là cái tập vừa phát sóng ấy thì cũng có rất là nhiều những cái comment khi mà họ chỉ mới xem về cái đoạn trailer thôi, chưa có xem tập chính thức.
nhưng mà cũng đã có rất là nhiều những cái điều mà gọi là sao ta, khá là nặng nề đối với em ấy. Và cũng có một số người họ nghĩ là em chỉ đang sử dụng hình ảnh của cộng đồng LGBT để PR cho bản thân mình thôi. Và lý do tại sao từ tập này qua tập khác Hà cứ nói về cộng đồng LGBT mà tại sao cứ nói hoài, cũng có nhiều người họ nói như vậy, thì chỉ một điều đơn giản thôi, chính bản thân em là một người xuất thân từ cộng đồng này và em đang đại diện cho hình ảnh của chính cộng đồng này. Thì nếu như mà em không nói lên tiếng nói của cộng đồng LGBT, không nói về hình ảnh của LGBT, cuộc sống của họ và đặc biệt là những người chuyển giới, thì em sẽ nói về cái gì đây? Và đó cũng là một trong những cái hoài bão rất là lớn của em khi đến chương trình Miss Universe năm nay. Và em hy vọng là nếu mà năm nay em có đạt được những thành tích cao hay là em có đạt được thành công tại chương trình này, thì đó sẽ là một cái tiếng vang rất là lớn cho chính bản thân mình trước đã, và hơn hết là sẽ là một cái tiền đề để em có thể làm được nhiều điều hơn sau cuộc thi cho chính cộng đồng LGBT. Anh cũng hy vọng là sau cuộc thi thì sẽ được đồng hành với em trong những hoạt động về cộng đồng ha. Vâng, em xin cảm ơn anh và chắc chắn là sẽ luôn sẵn sàng với những hoạt động đó. Em hỏi đâu nữa? Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBIT. Chúc các bạn những ngày tốt lành.